Hôm nay chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Mạnh Tài Lộc ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt những người làm chương trình, xin gửi tới quý anh chị và các bạn những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã ủng hộ và đồng hành cùng Mạnh Tài Lộc trong suốt quãng thời gian vừa qua. Hy vọng anh chị và các bạn vẫn luôn ủng hộ và đồng hành cùng Mạnh Tài Lộc trong những thời gian sắp tới. Quý anh chị và các bạn thân mến, ngày hôm nay kênh Mạnh Tài Lộc sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn về tử vi chi tiết của 12 con giáp trong ngày 14 tháng 8 năm 2024. Vậy thì đón vận trình ngày mới, đường công danh sự nghiệp, sức khỏe tình duyên và gia đạo của 12 con giáp sẽ ra sao? Con giáp nào sẽ gặp được những điều may mắn và con giáp nào sẽ phải đối diện với những điều xui xẻo trong vận trình ngày mới của mình? Đường tài lộc cụ thể của từng con giáp sẽ biến động ra sao? Và 12 con giáp nên làm những điều gì để có thể đón một ngày mới tốt lành, hành thông hơn, công việc thuận lợi hơn và tiền bạc về tay nhiều hơn? Vậy thì trước khi vào tìm hiểu nội dung chính, nếu quý anh chị và các bạn là những người lần đầu tiên đến với Mạnh Tài Lộc hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập của chương trình. Sau đó nhấn tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ các video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và ngay bây giờ xin mời quý anh chị và các bạn cùng đi tìm hiểu nội dung chính của ngày hôm nay. Về thông tin tử vi ngày 14 tháng 8 năm 2024, thứ tư dương lịch, âm lịch là ngày 11 tháng 7 năm 2024, là ngày canh tuất, tháng nhâm thân, năm giáp thìn, tiết khí lập thu, hôm nay là ngày tư mệnh hoàng đạo. Giờ hoàng đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ tị từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ và giờ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Tuổi hợp xung ngày hôm nay: hôm nay tam hợp với tuổi ngọ và tuổi dần, lục hợp với tuổi mão, hình với tuổi sửu và tuổi mùi, hại với tuổi dậu và xung với tuổi thìn. Tuổi bị xung khắc với ngày hôm nay là tuổi giáp thìn, mậu thìn, giáp tuất. Tuổi bị xung khắc với tháng là tuổi bính dần, tuổi canh dần và tuổi bính thân. Về ngũ hành niên mệnh, thoa xuyến kim, hôm nay là ngày canh tuất, tức chi sinh can. Nạp âm, thoa xuyến kim, kỵ tuổi giáp thìn và tuổi mậu thìn. Ngày thuộc hành kim, khắc hành mộc. Đặc biệt, người tuổi mậu tuất nhờ kim khắc mà lại được lợi. Ngày tuất, lục hợp mão, tam hợp dần và ngọ thành hỏa cục. Xung thìn, hình mùi, hại dậu, phá mùi và tuyệt thìn. Tam sát, kỵ mệnh tuổi hợi, tuổi mão và tuổi mùi. Sao tốt trong ngày hôm nay cùng có sao thiên ân, mẫu thương, dương đức, thủ nhật, thiên vu, phúc đức, lục nghi, kính an và sao tư mệnh. Sao xấu cùng có sao yếm đuối, chiêu giao, thiên cẩu, cửu không và sao phục nhật. Những việc nên làm và không nên làm trong ngày hôm nay. Trong ngày 14 tháng 8, anh chị và các bạn chỉ nên làm những công việc như họp mặt hay san đường. Ngoài ra thì không nên làm những công việc như cúng tế, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chữa bệnh, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, xuất hàng, đào đất, an táng và cải táng. Về hướng xuất hành, đi theo hướng Tây Nam để đón tài thần và đi theo hướng Tây Bắc để đón hỷ thần. Trên đây là một số thông tin của tử vi ngày 14 tháng 8 năm 2024. Và ngay tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng đi tìm hiểu vận trình chi tiết cụ thể của từng con giáp trong ngày 14 tháng 8 năm 2024 ở ngay nội dung dưới đây. Đầu tiên, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày thứ tư, ngày 14 tháng 8 năm 2024. Luận giải tử vi phương Đông của 12 con giáp cho thấy đường tài lộc của tuổi Tý trong ngày thứ tư này không khả quan cho lắm do gặp phải nhiều biến động vì ngày có kiếp tài ám vận. Tâm trí mông lung, bất ổn cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho người tuổi Tý có thể đưa ra những quyết định sai lầm. Tuổi Tý hãy thử tìm cách thức làm việc mới, hãy thay đổi môi trường xung quanh để thu hút tài khí cho bản thân ở thời điểm hiện tại xem sao. Bên cạnh đó, tuổi Tý cũng vốn là những người rất quan trọng thể diện. Bạn không muốn nghe theo ý kiến trái chiều nào mà sẵn sàng phản kháng khi mà có ai đó bất đồng ý kiến với mình. Chính điều này thì có thể khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy bạn là người nóng nảy, bảo thủ, không muốn hợp tác với ai. Về phương diện tình cảm cho thấy, tuổi Tý hôm nay đón nhận khá nhiều điều bất ngờ
vì trong ngày có ngũ hành tương sinh, mệnh chủ sẽ có cơ hội tham gia những chuyến đi thú vị hoặc sẽ có những cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ. Qua đó, bạn sẽ có được những phút giây thực sự vui vẻ, thoải mái bên những người thân yêu và gia đình. Về tử vi tuổi Giáp Tý mệnh Kim, hãy thử tìm cách làm việc mới, thay đổi môi trường xung quanh để thu hút tài khí. Về tử vi tuổi Bính Tý mệnh Thủy, người độc thân cần phải mạnh dạn làm quen, kết giao mở rộng mối quan hệ cho mình. Về tử vi tuổi Mậu Tý mệnh Hỏa, đừng vì liều lĩnh mà lại đưa ra những quyết định vội vã liên quan tới tiền bạc. Về tử vi tuổi Canh Tý mệnh Thổ, bạn không nên nghĩ gì nói nấy, cần phải tỉnh táo để không khiến sự việc đi quá xa. Về tử vi tuổi Nhâm Tý mệnh Mộc, nóng tính và bảo thủ chính là nguyên nhân khiến cho mọi người không muốn hợp tác với bạn. Về sự nghiệp của người tuổi Tý ngày hôm nay, được đánh giá là trung bình, tài lộc là trung bình, sức khỏe là khá và tình cảm là tốt. Về giờ tốt cho người tuổi Tý ngày hôm nay là từ 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Tý là người tuổi Thìn và người tuổi Thân. Con số may mắn là số 4 và số 8 và màu sắc cát tường là màu xám và màu đỏ. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 14 tháng 8 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày thứ tư, ngày 14 tháng 8 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy, đón chào ngày mới, tuổi Sửu có vận trình tài lộc nhìn chung không được như ý do ảnh hưởng của cục diện tương hình án ngữ. Tuổi Sửu càng cố làm việc gì thì lại càng rất dễ gặp sai sót. Các quyết định sai lầm về tài chính thì có thể đưa bạn vào những rắc rối không mong muốn. Và để tránh những phiền toái đó thì cách tốt nhất mệnh chủ tuổi Sửu cũng nên có sự tính toán cho kỹ lưỡng trước khi đưa ra những sự lựa chọn cho mình trong ngày mới. Bên cạnh đó, ngày này thì người tuổi Sửu cũng cần phải thực sự để tâm vào những việc mình đang làm, cũng như xác định mục tiêu của mình muốn hướng đến là gì, chứ không phải cứ nay thèm, mai chán rồi lại bỏ dở giữa chừng. Bởi nếu như cứ làm như vậy thì chẳng kế hoạch nào mà bạn có thể hoàn thành và không có kế hoạch nào mang lại những kết quả như mong đợi. Hôm nay, phương diện tình cảm của tuổi Sửu cũng không mấy tốt đẹp. Trong ngày ngũ hành tiêu hao, bạn cảm thấy hoang mang trong mối quan hệ tình cảm của chính mình. Bạn thường xuyên đưa ra những quyết định không dứt khoát vì tính khí thất thường hay thay đổi. Có lẽ cả hai cần thêm thời gian để xem xét những mối quan hệ hiện tại, xem cả hai có thực sự hợp nhau hay không. Đừng vội vàng hành động khi mà chưa rõ ràng, kẻo sau này lại hối hận. Về tử vi tuổi Ất Sửu mệnh Kim, hãy quản lý tài chính một cách khôn ngoan hơn, nên có sự tính toán cho kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Về tử vi tuổi Kỷ Sửu mệnh Hỏa, bạn cần thực sự để tâm vào những việc mình đang làm, cũng như hãy xác định mục tiêu mình mong muốn hướng đến là gì. Về tử vi tuổi Kỷ Sửu mệnh Hỏa, đây chưa phải là thời điểm thích hợp để bạn tiến hành đầu tư hoặc mở rộng quy mô. Về tử vi tuổi Tân Sửu mệnh Thổ, khi mà chưa đủ chắc chắn, bạn hãy tham khảo ý kiến của những người đi trước có nhiều kinh nghiệm. Về tử vi tuổi Quý Sửu mệnh Mộc, các cặp đôi liên tiếp nảy sinh mâu thuẫn từ những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Về sự nghiệp của người tuổi Sửu ngày hôm nay, được đánh giá là trung bình, tài lộc là khá, sức khỏe là khá và tình cảm là khá. Về giờ tốt cho người tuổi Sửu ngày hôm nay, người tuổi Sửu nên chọn khung giờ tốt là từ 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Sửu là người tuổi Hợi và người tuổi Tỵ. Con số may mắn là số 9 và số 2 và màu sắc cát tường là màu vàng và màu xanh dương. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 14 tháng 8 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 14 tháng 8 năm 2024. Luận giải tử vi của 12 con giáp cho thấy,
hôm nay nhờ cục diện tam hợp phù trợ sẽ giúp cho người tuổi Dần cảm thấy lạc quan hơn với tình hình tài chính hiện tại của mình. Các kế hoạch mà người tuổi Dần đang tiến hành cũng thu về những khoản lợi nhuận rất khả quan. Có thể lời khuyên hữu ích của một người giàu kinh nghiệm đã giúp bạn chú tâm hơn vào việc cải thiện tiền bạc, không còn mải mê chi tiêu một cách vô tổ chức như trước nữa. Bên cạnh đó, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Dần trong ngày hôm nay cũng đang có những dấu hiệu tiến triển khá thuận lợi và khá nhanh chóng. Thời điểm này, bạn cũng nhận được sự giúp sức cũng như sự đồng thuận từ đồng nghiệp xung quanh. Thêm vào đó là cả sự tin tưởng của cấp trên cũng giúp bạn tự tin để tiến bước. Tuy nhiên, phương diện tình cảm của tuổi Dần ngày hôm nay thì lại không được tốt cho lắm. Trong ngày ngũ hành xung khắc, nếu như bạn trải qua nhiều khó khăn với một mối quan hệ nào đó, bạn đã từng đi qua những chặng đường dài để chữa lành sự rạn nứt, thì lúc này bạn cũng nên thận trọng với những người thực sự đối tốt với mình. Bạn hãy dùng lý trí và tình cảm để nhận biết ai là người thực sự đáng được trân trọng. Về tử vi tuổi Giáp Dần mệnh Thủy, lời khuyên hữu ích của những người giàu kinh nghiệm sẽ giúp bạn chú tâm hơn vào việc cải thiện tiền bạc. Về tử vi tuổi Bính Dần mệnh Hỏa, vận trình tài lộc đang khá hành thông, khá dồi dào, có quan của đề, không bị thất thoát. Về tử vi tuổi Mậu Dần mệnh Thổ, đây có thể là giai đoạn phù hợp để bạn lên các kế hoạch cho những công việc mới. Về tử vi tuổi Nhâm Dần mệnh Kim, việc kinh doanh thu lợi nhuận, các kế hoạch đang tiến hành cũng thu về những khoản lợi nhuận rất khả quan. Về sự nghiệp của người tuổi Dần ngày hôm nay được đánh giá là khá, tài lộc là tốt, sức khỏe là khá và tình cảm là trung bình. Về giờ tốt cho người tuổi Dần ngày hôm nay người tuổi Dần nên chọn khung giờ tốt là từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Dần là người tuổi Hợi và người tuổi Ngọ. Con số may mắn là số 7 và số 4 và màu sắc cát tường là màu xanh lá và màu hồng. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 14 tháng 8 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày thứ tư, ngày 14 tháng 8 năm 2024. Xem tử vi phương Đông cho thấy ngày có lục hợp lâm vận. Hôm nay, đường tiến thân của tuổi Mão đang tăng tiến không ngừng. Tuổi Mão là người có khả năng lãnh đạo nên có thể vươn lên những vị trí dẫn đầu. Nếu bạn đã tích lũy đủ kinh nghiệm thì bạn có thể đi ra ngoài để làm ăn riêng, tự gây dựng công việc và hoàn thành những lý tưởng lẫn cả đam mê của mình trong tương lai. Bên cạnh đó, phương diện tài lộc của tuổi Mão ngày hôm nay thì cũng đón nhận khá nhiều tin vui. Với một số vận may bất ngờ thì có thể tìm đến mà người tuổi Mão cũng kiếm được những khoản tiền kha khá về tay. Bạn có thể nhận được những món quà hoặc những lời mời tụ tập ăn uống nào đó. Qua đó, bạn cũng có thể thiết lập thêm những mối quan hệ mới có lợi cho mình về sau. Chính vì thế mà người tuổi Mão cũng nên tranh thủ thời gian này để thư giãn, để giải tỏa căng thẳng sau những ngày làm việc vất vả mệt nhọc. Tuy nhiên, vận trình tình duyên thì hôm nay lại không được tốt vì đang trong ngày kim khắc mộc. Hôm nay, tình cảm không được êm đẹp cho lắm, nhất là với năm mệnh tuổi Mão. Bạn trải qua những mối tình thất bại, bạn cần hiểu được những gì mình đang mong muốn, biết được ai là người muốn ở bên cạnh mình. Khi mà đã xác định được rõ tinh thần thì bạn có thể bất chấp mọi thứ để ở bên người mình yêu thương. Tuy nhiên, tình yêu cũng cần phải lớn thì mới khiến cho bạn chấp nhận và vượt qua được tất cả. Về tử vi tuổi Ất Mão mệnh Thủy, đường tài lộc đang vượng phát, có thể nhận được những món quà hay những lời mời tụ tập ăn uống. Về tử vi tuổi Đinh Mão mệnh Hỏa, hãy tranh thủ thời gian để thư giãn, để giải tỏa căng thẳng sau những giờ làm việc vất vả. Về tử vi tuổi Kỷ Mão mệnh Thổ, có quý nhân giúp đỡ nên công việc cũng được cải thiện, tình hình tài chính ngày thêm thuận lợi. Về tử vi tuổi Tân Mão mệnh Mộc, con đường tiến thân thì đang tăng tiến không ngừng, có thể vươn lên những vị trí dẫn đầu. Về tử vi tuổi Quý Mão mệnh Kim, tình duyên thì không được êm đẹp. Bạn cảm thấy cô đơn nhưng bạn lại không muốn mở lòng mình với người khác. Về sự nghiệp của người tuổi Mão ngày hôm nay được đánh giá là tốt, tài lộc là khá, sức khỏe là khá
và tình cảm là trung bình. Về giờ tốt cho người tuổi Mão ngày hôm nay là từ 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Mão là người tuổi Hợi và người tuổi Dần. Con số may mắn là số 1 và số 2. Và màu sắc cát tường là màu vàng và màu tím. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 14 tháng 8 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày thứ tư, ngày 14 tháng 8 năm 2024. Xem tử vi phương Đông cho thấy trong ngày có tương xung ngáng trở nên phương diện tài chính của người tuổi Thìn đang có điểm báo bị hao hụt. Nếu muốn đi đâu đó thì nhất định bạn cần phải rủ thêm người đi cùng, mà người đó cũng phải là người có khả năng kiềm chế sở thích vung tay quá chán của bạn. Nếu không thì cả hai sẽ chẳng mấy chốc rơi vào cảnh túng thiếu. Trên phương diện sự nghiệp cho thấy hôm nay tuổi Thìn cũng cần phải sống lý trí hơn nữa. Bạn cần phải sống bình tĩnh hơn nữa khi mà đối mặt với các vấn đề. Những lời xu nịnh bùi tai, những lời khen ngợi từ người khác thì có thể rất dễ khiến bạn sinh ra lòng tự mãn và nhụt chí. Bạn cũng nên biết rằng nếu muốn tiến bộ nhanh chóng thì những lời nhận xét chân thành của mọi người sẽ có giá trị hơn những lời khen rất nhiều. Bên cạnh đó, đường tình duyên của tuổi Thìn ngày hôm nay cũng đang có phần kém sắc vì trong ngày ngũ hành tiêu hao. Vì những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày nên đôi bên lại thiếu kiềm chế, có thể gây ra mâu thuẫn. Bạn và người ấy tranh cãi vì những quan điểm không thống nhất với nhau. Vì vậy đôi bên cũng cần phải mở lòng, lắng nghe đối phương nói nhiều hơn. Về tử vi tuổi Giáp Thìn mệnh hỏa, tài chính đang có dấu hiệu bị hao hụt, bạn hãy kiềm chế bản năng mua sắm của mình. Về tử vi tuổi Bính Thìn mệnh thổ, tình duyên không như ý. Người chưa lập gia đình cũng gặp nhiều trắc trở trong chính mối quan hệ của mình. Về tử vi tuổi Mậu Thìn mệnh mộc, bạn cảm thấy vất vả và mệt mỏi vì những biến cố xảy ra bất ngờ. Về tử vi tuổi Canh Thìn mệnh kim, việc gì cũng cần phải tính toán dự phòng và đánh giá kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Về tử vi tuổi Nhâm Thìn mệnh thủy, sự bình tĩnh, kiên nhẫn và cẩn trọng sẽ giúp bạn đạt được sự ổn định về tài chính. Về sự nghiệp của người tuổi Thìn ngày hôm nay được đánh giá là khá, tài lộc là trung bình, sức khỏe là khá và tình cảm là khá. Về giờ tốt cho người tuổi Thìn ngày hôm nay là từ 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Thìn là người tuổi Thân và người tuổi Tý. Con số may mắn là số 7 và số 4 và màu sắc cát tường là màu vàng và màu nâu. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 14 tháng 8 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày thứ tư, ngày 14 tháng 8 năm 2024. Xem tử vi phương Đông cho thấy trong ngày gặp thiên quan ngáng trở. Điều này thể hiện khá rõ vận trình của người tuổi Tỵ trong ngày mới không được tốt đẹp cho lắm. Sự hiếu thắng thì có thể khiến bạn phải trả một cái giá khá đắt khi mà bạn luôn cho mình là người tài giỏi nhất. Bạn không chịu được những lời nói khích bác từ người khác, rất dễ nóng nảy mà lại đưa ra những quyết định hấp tấp, chủ quan, khiến kế hoạch khó thực hiện một cách vẹn toàn. Hơn nữa, ngày này người tuổi Tỵ còn phải chống đỡ với những khó khăn mà kẻ tiểu nhân ghen ghét đố kỵ cố tình gây ra. Công việc thì khó hoàn thành đúng như tiến độ đã đề ra. Có nhiều vấn đề nảy sinh bất ngờ vào những phút chót nên khả năng thất bại cũng là khá cao. Vì vậy, ngày này tuổi Tỵ cũng cần tỉnh táo, đặc biệt cần biết cách kiểm soát cho tốt cảm xúc của mình thì mới có thể đưa ra những phương án giải quyết hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, ngày hỏa kim xung khắc cũng nhắc nhở người tuổi Tỵ bạn nên tìm cách khác để thể hiện tình cảm của mình cho rõ ràng hơn nữa. Thích thì cũng nói là thích, yêu thì cũng nói là yêu, chứ không nên hững hờ, lờ lững vòng vò để cho đối phương phải chờ đợi ngày này qua ngày khác. Về tử vi tuổi Ất Tỵ mệnh hỏa, phải chống đỡ với những khó khăn mà kẻ tiểu nhân ghen ghét đố kỵ cố tình gây ra, khiến công việc gặp khó khăn.
về tử vi tuổi Đinh Tỵ mệnh Thổ, sự hiếu thắng có thể khiến bạn phải trả một cái giá khá đắt. Về tử vi tuổi Kỷ Tỵ mệnh Mộc, tiền bạc đang có nhiều điều thay đổi bất chợt làm cho bạn lo lắng. Về tử vi tuổi Tân Tỵ mệnh Kim, tình cảm chưa khởi sắc, bạn nên tìm cách khác để thể hiện tình cảm của mình cho rõ ràng hơn. Về tử vi tuổi Quý Tỵ mệnh Thủy, bạn đừng quan tâm tới lời nói khích bác của người khác, hãy sống đơn giản để tự tạo phúc cho chính mình. Về sự nghiệp của nghịch tuổi Tỵ ngày hôm nay được đánh giá là trung bình, tài lộc là tốt, sức khỏe là khá và tình cảm là khá. Về giờ tốt cho nghịch tuổi Tỵ ngày hôm nay là từ 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ cho nghịch tuổi Tỵ là người tuổi Thân và người tuổi Ngọ. Con số may mắn là số 7 và số 9 và màu sắc cát tường là màu trắng và màu xanh dương. Trên đây đó là tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 14 tháng 8 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày thứ tư, ngày 14 tháng 8 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp ngày 14 tháng 8 cho thấy trong ngày có tam hợp chỉ lối dẫn đường, báo hiệu đường tài lộc của tuổi Ngọ trong ngày mới đang vượng phát khá rõ rệt. Bạn cũng biết cách lợi dụng những ưu thế sẵn có của mình để giúp cho chuyện làm ăn kinh doanh thêm phần phát đạt. Ngày này, người tuổi Ngọ hãy chuẩn bị tinh thần để thu tiền bạc về đầy tay. Phương diện sự nghiệp thì cho thấy hôm nay mệnh chủ cũng đều hoàn thành rất tốt những công việc được giao. Bạn cũng luôn hiểu rằng thử thách cũng chính là thời điểm để bạn phát huy những ưu điểm của mình. Chính vì vậy, bạn cũng có nhiều cách để triển khai nội dung công việc quen thuộc theo những hướng mới. Cũng nhờ đó mà cũng được cả đồng nghiệp và cả lãnh đạo đánh giá rất cao. Bên cạnh đó, ngày có tam hợp dẫn lối thì cho thấy chuyện tình cảm của tuổi Ngọ cũng đang có phần khởi sắc hơn. Bạn nhận ra được tình cảm thực sự của mình đang dành cho ai và không ngần ngại nói ra điều đó. Đối với các cặp đôi, bạn hãy hâm nóng tình cảm bằng cách thay đổi địa điểm hẹn hò mới hoặc lên kế hoạch cho những chuyến đi du lịch ngắn ngày ở những ngày cuối tuần sắp tới để thúc đẩy tình cảm đôi lứa thêm phần gắn bó hơn. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ mệnh Kim, biết cách lợi dụng những ưu thế sẵn có của mình giúp cho chuyện làm ăn kinh doanh thêm phát đạt. Về tử vi tuổi Bính Ngọ mệnh Thủy, chuyện tình cảm đôi lứa đang kém hài hòa, người ấy thì không thông cảm cho những khó khăn của bạn. Về tử vi tuổi Mậu Ngọ mệnh Hỏa, trí tuệ và năng lực sáng tạo sẽ giúp bạn đem lại một ngày may mắn, giúp nguồn thu tăng lên. Về tử vi tuổi Canh Ngọ mệnh Thổ, hãy luôn tận dụng những cơ hội hợp tác đang đến và hãy xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp. Về tử vi tuổi Nhâm Ngọ mệnh Mộc, có nhiều cách triển khai nội dung công việc quen thuộc theo những hướng đi mới hơn. Về sự nghiệp của người tuổi Ngọ ngày hôm nay được đánh giá là tốt, tài lộc là tốt, sức khỏe là khá và tình cảm là khá. Về giờ tốt cho người tuổi Ngọ ngày hôm nay là từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Ngọ là người tuổi Tuất và người tuổi Dần. Con số may mắn là số 7 và số 4 và màu sắc cát tường là màu hồng và màu nâu. Trên đây đó là tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 14 tháng 8 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày thứ tư, ngày 14 tháng 8 năm 2024. Xem tử vi 12 con giáp cho thấy vận khí tương hình xuất hiện. Ngày này người tuổi Mùi đang chịu nhiều áp lực về mặt tinh thần. Có lẽ bạn nên xem xét lại thái độ làm việc của mình. Sự thiếu tập trung và để đầu óc bị sao nhãng khiến bạn làm việc theo cảm hứng nên không theo kịp tiến độ công việc hiện tại. Bạn cũng nên nhớ, nếu bạn dừng lại trong khi cả thế giới vẫn đang đều bước tiếp thì chính bản thân bạn sẽ rất nhanh chóng trở thành người lạc hậu. Về phương diện tài lộc cho thấy, bên cạnh việc tìm kiếm cải thiện những nguồn thu nhập thì người tuổi Mùi cũng nên xem xét cẩn thận ngân sách tài chính hiện tại của mình.
Đặc biệt, bạn cần phải cẩn trọng với những lời mời gọi đầu tư sinh lời lớn và hấp dẫn từ những người lạ mới quen. Hãy quan sát mọi việc một cách thật thấu đáo để không mất tiền oan. Xem tử vi phương Đông cho thấy, về phương diện tình cảm thì đang trong ngày ngũ hành tiêu hao, nên chuyện tình cảm của người tuổi Mùi mới chớm nở, ngày này thì vẫn chưa có tiến triển quá rõ ràng. Dù bạn vẫn giữ mối quan hệ với người ấy và luôn chủ động liên lạc, nhưng vẫn chưa tự tìm cách phá bỏ được những khoảng cách, nên mối quan hệ vẫn đang dừng lại ở mức hững hờ, chưa thực sự có những sự gắn bó với nhau. Về tử vi tuổi Ất Mùi mệnh Kim, sự thiếu tập trung và để đầu óc bị sao nhãng khiến bạn làm việc theo cảm hứng, không theo kịp được tiến độ. Về tử vi tuổi Đinh Mùi mệnh Thủy, bạn chưa xử lý tốt các mối quan hệ xã giao khiến bạn phải chịu nhiều áp lực về mặt tinh thần. Về tử vi tuổi Kỷ Mùi mệnh Hỏa, chịu nhiều áp lực về mặt tinh thần khiến bạn không ngừng cảm thấy lo lắng. Về tử vi tuổi Tân Mùi mệnh Thổ, hãy cho chính bản thân mình đủ thời gian cần thiết để suy nghĩ kỹ càng về các quyết định. Về tử vi tuổi Quý Mùi mệnh Mộc, đôi khi những điều nhỏ nhặt lại khiến mối quan hệ giữa hai người ngày thêm gắn kết và mặn nồng hơn. Về sự nghiệp của người tuổi Mùi ngày hôm nay được đánh giá là khá, tài lộc là trung bình, sức khỏe là khá và tình cảm là trung bình. Về giờ tốt cho người tuổi Mùi ngày hôm nay là từ 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Mùi là người tuổi Mão và người tuổi Ngọ. Con số may mắn là số 8 và số 4 và màu sắc cát tường là màu hồng và màu trắng. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 14 tháng 8 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày thứ tư, ngày 14 tháng 8 năm 2024. Xem tử vi phương Đông cho thấy, ngày có thiên ấn xuất hiện, ngày này mang lại cho người tuổi Thân sự mạnh mẽ và những nguồn cảm hứng bất tận trong công việc, giúp bạn tìm thấy sự thư giãn quen thuộc trong tâm hồn của mình, bất chấp sự bận rộn với công việc. Dù bị đặt vào những hoàn cảnh khó khăn hay những vị trí bất lợi như thế nào đi chăng nữa, thì đây cũng là cơ hội để bạn nghĩ ra những ý tưởng mới mẻ cho công việc hiện tại của mình. Nhìn chung, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Thân ngày hôm nay thì nhìn chung hanh thông thuận lợi. Lúc này, năng lực cá nhân cũng chính là điều tạo dựng nên uy tín của bạn dưới sự nâng đỡ của chính ấn. Dù bạn không phải là người quá xuất sắc, nhưng bạn luôn nhận được sự tin tưởng của mọi người do bản tính thật thà và luôn có tinh thần trách nhiệm. Về sức khỏe thì hôm nay trong ngày kim khí đang vượng cho thấy tuổi Thân đang có thể bị giảm sút về vấn đề sức đề kháng. Cơ thể rất dễ bị yếu mệt hoặc mắc bệnh, dù chỉ đôi chút thay đổi thời tiết cũng có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi khá nhiều. Lúc này, bạn cũng nên chọn cho mình một bộ môn thể dục thể thao nào đó phù hợp với thể trạng và hãy duy trì đều đặn mỗi ngày. Về tử vi tuổi Giáp Thân mệnh Thủy, hãy làm việc chăm chỉ, hãy biết cách chọn phương pháp phù hợp với từng loại nhiệm vụ được giao. Về tử vi tuổi Bính Thân mệnh Hỏa, dám nghĩ, dám chịu trách nhiệm với những việc mình đang làm sẽ giúp bạn nhanh chóng đạt được thành công. Về tử vi tuổi Mậu Thân mệnh Thổ, mối quan hệ xã giao đang phát triển tốt đẹp nhờ bản tính luôn vui vẻ, nhiệt tình. Về tử vi tuổi Canh Thân mệnh Mộc, có quý nhân trợ lực giúp bạn giành được những kết quả đáng chúc mừng. Về tử vi tuổi Nhâm Thân mệnh Kim, với năng lực của mình, bạn hoàn toàn có thể đảm đương những nhiệm vụ to lớn hơn. Về sự nghiệp của người tuổi Thân ngày hôm nay được đánh giá là khá, tài lộc là tốt, sức khỏe là khá và tình cảm là tốt. Về giờ tốt cho người tuổi Thân ngày hôm nay là từ 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Thân là người tuổi Tuất và người tuổi Thìn. Con số may mắn là số 9 và số 4 và màu sắc cát tường là màu đỏ và màu bạc. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 14 tháng 8 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày thứ tư, ngày 14 tháng 8 năm 2024.
xem tử vi 12 con giáp cho thấy ngày có vận khí tương hại xuất hiện thì dẫn đến vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Dậu gặp nhiều điều rắc rối khó giải quyết. Trong ngày thì có điềm báo, chuyện chẳng lành có thể tìm đến. Tuổi Dậu nảy sinh bất đồng và mâu thuẫn với đồng nghiệp. Tuy nhiên, không có nhiều chuyện gì quá nghiêm trọng nếu như bạn biết cách kiềm chế cảm xúc và dừng lại đúng lúc. Ngoài ra, trên phương diện tài lộc thì ngày này người tuổi Dậu có thể gặp rắc rối liên quan tới chuyện tiền nong với những người trong gia đình. Nếu bạn là người đang giữ hậu bao chi tiêu trong nhà, bạn cần phải có sự tính toán cẩn thận để không gây ảnh hưởng đến tình hình kinh tế chung của cả gia đình. Bên cạnh đó, ngày kim khí đang vượng, ngày này ảnh hưởng không tốt đến vấn đề sức khỏe của mệnh chủ tuổi Dậu. Có thể vì bạn đang suy nghĩ, đang căng thẳng quá nhiều trong quãng thời gian vừa qua. Cách duy nhất là bạn hãy bắt tay vào hành động để giúp bạn có thể hạn chế được những việc suy nghĩ quá nhiều mà lại không làm ra hiệu quả gì. Về tử vi tuổi Ất Dậu mệnh thủy, nảy sinh bất đồng, mâu thuẫn nhỏ với đồng nghiệp, bạn cần biết tiết chế cảm xúc, dừng lại đúng lúc để tránh xô xát. Về tử vi tuổi Đinh Dậu mệnh hỏa, đã đến lúc cần cải thiện kỹ năng ngôn ngữ để công việc được tiến triển tốt hơn. Về tử vi tuổi Kỷ Dậu mệnh thổ, vận trình công danh sự nghiệp gặp phải những điều rắc rối khó giải quyết ngay lập tức. Về tử vi tuổi Tân Dậu mệnh mộc, bạn nên kiểm soát bản thân cho tốt hơn, đừng lơ là mất cảnh giác hay làm mọi việc theo sở thích cá nhân. Về tử vi tuổi Quý Dậu mệnh kim, hãy dành thời gian để tập luyện và thư giãn để cho cơ thể và tinh thần khỏe mạnh hơn. Về sự nghiệp của người tuổi Dậu ngày hôm nay được đánh giá là trung bình, tài lộc là tốt, sức khỏe là khá và tình cảm là khá. Về giờ tốt cho người tuổi Dậu ngày hôm nay là từ 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Dậu là người tuổi Thân và người tuổi Tỵ. Con số may mắn là số 1 và số 2 và màu sắc cát tường là màu trắng và màu xanh lá. Trên đây, đó là tử vi của Hoàn Giáp tuổi Dậu trong ngày 14 tháng 8 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của Hoàn Giáp tuổi Dậu trong ngày thứ tư, ngày 14 tháng 8 năm 2024. Luận giải tử vi 12 con giáp cho thấy sự nghiệp trong ngày có tỷ kiền lâm vận, ngày này đem lại sự quyết đoán và cứng rắn khi làm việc cho người tuổi Tuất. Hôm nay cũng là một ngày rất tốt để bạn vượt qua những thách thức cũng như chống lại những cám dỗ trong đời sống thường nhật. Có lẽ bạn phải tự đặt ra cho mình những khuôn khổ, những quy tắc để có thể bám vào đó và hành xử sao cho trưởng thành hơn và bản lĩnh hơn. Cũng nhờ vậy mà bạn sẽ có được những phút giây thực sự hiệu quả hơn trong công việc. Hôm nay bạn cũng không cần phải quá lo lắng về vấn đề tiền bạc. Thu nhập ổn định từ công việc chính đã giúp cho người tuổi Tuất hoàn toàn đủ ăn đủ tiêu, không lo thiếu thốn. Song điều người tuổi Tuất cần phải quan tâm là các kế hoạch chi tiêu phải có sự điều chỉnh sao cho hợp lý, có tính toán cho kỹ càng, tránh lãng phí tiền bạc. Hôm nay, ngày ngũ hành sinh xuất thì cho thấy vận trình tình cảm của tuổi Tuất thì lại không được như ý. Ngày này những người đang còn độc thân thì đã tìm thấy được người mà khiến cho bạn cảm thấy rung động và nhớ nhung. Nhưng đó mới chỉ là tình cảm từ một phía bạn mà thôi. Có lẽ bạn cần có thêm thời gian nữa thì mọi chuyện mới trở nên tốt đẹp hơn. Về tử vi tuổi Giáp Tuất mệnh hỏa, hãy tự đặt ra những khuôn khổ và những quy tắc cho mình để bám vào đó để xử lý trưởng thành và bản lĩnh hơn. Về tử vi tuổi Bính Tuất mệnh thổ, tình cảm không được như ý, đôi bên cần phải thẳng thắn trò chuyện với nhau. Về tử vi tuổi Mậu Tuất mệnh mộc, sự quyết đoán và cứng rắn khiến bạn luôn cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào làm bất cứ công việc gì. Về tử vi tuổi Canh Tuất mệnh kim, nên dành thời gian để phục hồi sự cân bằng cần thiết về thể chất và cả tinh thần. Về tử vi tuổi Nhâm Tuất mệnh thủy, những suy nghĩ có xu hướng lý tưởng hóa quá mức có thể khiến bạn cảm thấy chán nản ngay sau đó. Về sự nghiệp của người tuổi Tuất ngày hôm nay được đánh giá là khá, tài lộc là khá, sức khỏe là khá và tình cảm cũng là khá. Về giờ tốt cho người tuổi Tuất ngày hôm nay là từ 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Tuất
là người tuổi Mão và người tuổi Tuất. Con số may mắn là số 6 và số 4. Và màu sắc cát tường là màu nâu và màu trắng. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 14 tháng 8 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Và cuối cùng, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày thứ tư, ngày 14 tháng 8 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy, trong ngày có chính quan dẫn lối, tuổi Hợi có thể bắt đầu ngày mới với tâm trạng vui vẻ, thoải mái dù có khá nhiều áp lực. Vận trình tài lộc thì đang vượng phát, mệnh chủ tuổi Hợi có được những động lực để phấn đấu trong thời gian hiện tại. Nếu có thời gian thì bạn cũng nên nghỉ ngơi, đi đâu đó để thư giãn, vừa là để giải tỏa tâm trạng, vừa giúp bạn gắn kết tình cảm với những người xung quanh nhiều hơn. Bên cạnh đó, những người làm kinh doanh thì ngày hôm nay cũng gặp được nhiều điều may mắn, hàng hóa lưu thông trôi chảy. Không phải lúc nào cũng có nhiều cơ hội tốt đến với mình, nên người tuổi Hợi hãy biết nhanh chóng để thực hiện các kế hoạch để cải thiện tình hình tài chính đang ỡ bủ bấy lâu nay, bởi khả năng thành công trong ngày cũng đang là rất cao. Hôm nay cũng là ngày khá tốt nếu ai đó khai trương, mở cửa hàng, mở cửa hiệu. Tuy nhiên, bạn đừng quên lựa chọn và làm việc trong khung giờ tốt để đón một ngày may mắn thuận lợi hơn. Hôm nay, dường như mọi sự tập trung của tuổi Hợi đang dồn vào chuyện tình cảm của mình. Ngũ hành tương sinh thì cho thấy đường tình duyên đang khởi sắc rực rỡ nhờ có những nỗ lực của bạn suốt quãng thời gian vừa qua. Bạn chủ động theo đuổi, bày tỏ tình cảm của mình và cuối cùng cũng đã khiến cho trái tim của người ấy cảm thấy rung động. Về tử vi tuổi Ất Hợi mệnh hỏa, cần phải kiên định hơn, giữ vững lập trường và vững tin vào những gì mình đã lựa chọn. Về tử vi tuổi Đinh Hợi mệnh thổ, tình cảm đang khá hài hòa. Sự quan tâm của những người thân và nửa kia giúp bạn có động lực để phấn đấu. Về tử vi tuổi Kỷ Hợi mệnh mộc, được lãnh đạo đánh giá khá cao nhờ kết quả công việc khá tốt. Về tử vi tuổi Tân Hợi mệnh kim, các kế hoạch diễn ra theo đúng dự kiến ban đầu, mang về cho bạn khoản lợi nhuận tốt. Về tử vi tuổi Quý Hợi mệnh thủy, nên đến những nơi mang lại cho bạn sự thoải mái, thư giãn và giúp bạn xoa dịu sự căng thẳng. Về sự nghiệp của người tuổi Hợi ngày hôm nay được đánh giá là khá, tài lộc là tốt, sức khỏe là khá và tình cảm là tốt. Về giờ tốt cho người tuổi Hợi ngày hôm nay là từ 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Hợi là người tuổi Mão và người tuổi Mùi. Con số may mắn là số 7 và số 4. Và màu sắc cát tường là màu trắng và màu xanh nước biển. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 14 tháng 8 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các nội dung tiếp theo.